Nhưng bây giờ đã kịp thời đổ người cứu bóng. Lucini đã có một pha lên bóng rất quyết đoán ở tình huống này. Chơi với em đi. Nhưng mà không có bên nào có cơ hội. Cho dù là đã có 7 bàn thắng được ghi, nhưng chỉ đó cũng đủ để đôi vai và đủ cả hai hài lòng. Chúng tôi đã chiếm ưu thế trong phần lớn trận đấu này. Tôi biết rằng chúng tôi đã không thành công trong những bàn dứt điểm cuối cùng, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã có một trận đấu thành công và chiến thắng. Chúng tôi giúp bóng cho phần lớn thời gian và tôi rất tự hào với học trò. Chúng tôi xứng đáng có nhiều hơn một điểm. Giống ngã, ngã em giờ đấy. Giờ bỏ ra em dạy kệ em. Bóng chạm vào đầu của mình cho dù pha có chậm đã chứng tỏ điều ngược lại. Nhưng mà mình nghe lời tiếng và những chút quả đá bù giờ. Cú sút của Bailey đã bị Asmir về cú đích cản phá. Đưa bóng trở lại vòng